Chào mừng các bạn đã đến với Nhận định Ancoin, chương trình cập nhật về tình hình giá Ancoin của Skyverse TV. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới video nhận định các coin DeFi gồm AAVE, Celo và Link. Xin các nhà đầu tư lưu ý, các nhận định sắp được đưa ra chỉ là nhận định chủ quan từ Skyverse TV, hoàn toàn không phải lời khuyên. Chúng tôi mong các nhà đầu tư nên xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có những quyết định mua bán và giao dịch. Nếu nhà đầu tư nào cần tư vấn cụ thể hơn về từng dự án mình đang mua vào và bán ra, hãy tham gia theo đường link của chúng tôi ở phần mô tả. Ngay sau đây, hãy cùng tôi đi vào nhận định chi tiết Ancoin đầu tiên. Phân tích giá AVE. Tại thời điểm tổng hợp thông tin, AVE đang đặt quanh vùng 100,8 đô. Ở bài nhận định về AVE vào ngày 22 tháng 7, chúng tôi kỳ vọng trong ngắn hạn, AVE sẽ có một nhịp hồi phục lên quanh vùng 112 cho đến 123 đô. Giá AVE trong ngày 10 tháng 8 đã đặt quanh 112 đô, đúng vùng dữ liệu kỳ vọng của chúng tôi. Các bạn có thể bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Sau khi giá đạt kỳ vọng, trên khung H4 liên tục xuất hiện các mô hình nến đảo chiều, khối lượng giao dịch trong vòng một tuần vừa qua cũng liên tục giảm. Giá hiện tại đã giảm về trendline của nhịp sóng hồi ngắn hạn bên trên. Với lực bán tiếp tục gia tăng, chúng tôi kỳ vọng AVE trong ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng 83 cho đến 77 đô. Về dài hạn, Skyverse TV vẫn giữ nguyên kỳ vọng rằng AVE sẽ giảm về quanh 27 cho đến 33 đô. Phân tích giá Celo. Tại thời điểm tổng hợp thông tin, Celo đang được giao dịch quanh 1 đô. Trong video ngày 25 tháng 7, chúng tôi kỳ vọng trong ngắn hạn, Celo sẽ có một nhịp hồi phục lên quanh vùng 1,06 cho đến 1,02 đô. Giá đã đạt theo kỳ vọng của chúng tôi, thậm chí Celo còn tăng lên 1,2 đô, vượt quá kỳ vọng của chúng tôi 10%. Các bạn có thể bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Giá phản ứng rất mạnh với vùng kháng cự trên khung H4 là từ 1,16 cho đến 1,2 đô. Hiện tại, Celo đã giảm 17%, khối lượng giao dịch trong 2 tuần vừa qua đang giảm liên tục. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy có tín hiệu mua vào. Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng Celo tiếp tục giảm về quanh vùng 0,9 cho đến 0,93 đô. Về dài hạn, với việc khối lượng giao dịch liên tục giảm trong gần 3 tháng trở lại đây, giá cũng đang nằm dưới key level quan trọng là từ 1,6 cho đến 1,9 đô. Chúng tôi nhận định rằng Celo sẽ tiếp tục giảm và có thể chia hai từ giá ICO là 1 đô, chỉ còn 0,5 đô. Để theo dõi chi tiết hơn về nhận định xu hướng giá Celo, các bạn hãy bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình. Phân tích giá Link. Trên Link tại thời điểm tổng hợp thông tin đang được giao dịch ở quanh vùng 8 đô. Giá trên Link đã chạm tới vùng giá mà chúng tôi đã nhận định trước đó. Cụ thể, trong video nhận định trên Link ngày 9 tháng 8, chúng tôi nhận thấy khối lượng giao dịch của trên Link tăng, từ đó kỳ vọng trên Link sẽ hồi phục lên quanh vùng 9,3 cho đến 9,7 đô. Và sau đó, giá Link trong ngày 12 tháng 8 đã đạt vùng giá kỳ vọng của chúng tôi. Sau khi giá đạt quanh vùng kỳ vọng này, trên Link đã phản ứng. Cụ thể, trên Link đã giảm 16% tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn có thể bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Khối lượng giao dịch trong vòng một tuần trở lại đây của trên Link cũng giảm dần, lực mua dường như là không có, lực bán vẫn áp đảo. Chúng tôi kỳ vọng trong ngắn hạn, trên Link tiếp tục giảm về quanh vùng 7,2 cho đến 7,5 đô. Theo khung tuần, giá trên Link hiện đang nằm dưới đường trendline tăng giá của xu hướng tuần. Skyverse TV vẫn giữ nguyên nhận định cũ rằng trong dài hạn, giá trên Link sẽ giảm về quanh đỉnh cũ của năm 2020 là khoảng 1,5 cho đến 2,5 đô. Các bạn hãy xem lại các video nhận định trước cùng chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.